Xin chào các bạn đến với chương trình tự học đàn piano đệm hát. Tiếp theo chương trình học piano đệm hát, hôm nay chúng ta sẽ học ở trang 15 của giáo trình các bạn ha. Hôm rồi thì chúng ta đã học ở trang 14 các cái bài luyện ngón ghép hai tay. Tiếp theo hôm nay chúng ta sẽ học đến một bài hay hơn và khó hơn ha. Đây, các bạn có thể nhìn qua bài học ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết tập từng nốt nhạc của bài này ha. Rồi, đối với bài nhạc này thì chúng ta sẽ tập phần tay phải trước các bạn ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Các bạn nhớ là đọc tên nốt nhạc rõ ràng lên ha, chậm rãi nha. Mi đô fa re mi đô re hai. Mi đô fa re mi re đô hai. Re fa mi son fa re mi hai, đó là dòng số 1. Tiếp theo với dòng số 2 các bạn ha. Re fa mi son fa mi re son mi đô fa re mi đô re hai. Mi đô fa re mi re đô hai. Rồi đó là phần tay phải, rồi bây giờ sẽ là tay trái ha. Đô hai son hai, đô hai son hai, đô hai son hai, đô son đô hai, son hai, đô hai, son hai, đô hai. Rồi đó là dòng đầu các bạn ha. Tiếp theo là dòng số 2. Son hai, đô hai, son hai, ba bốn. Đô hai, son hai, đô hai, son hai, đô hai, son hai, đô son đô hai. Rồi tay trái thì chỉ có đô son thôi ha, chỉ có hai nốt này thôi. Rồi bây giờ là bước thứ ba là chúng ta sẽ ráp chung lại ha, hai tay nha. Các bạn chú ý ha, tôi đàn thật chậm nha. Mi đô fa re mi hai. Mi đô fa re mi dòng thứ nhất. Tiếp theo ở dòng số 2 các bạn ha. Re fa mi son fa mi re son mi đô fa re mi là chúng ta nên tập chậm như thế này ha, hoặc có thể chậm hơn nữa các bạn ha. Lần đầu tiên chúng ta ráp tay thì chúng ta nên ráp chậm lại hơn nữa cũng được ha. Sau khi chúng ta đàn rất là nhiều lần với tốc độ chậm đều rồi thì chúng ta bắt đầu mới nhanh dần tốc độ hơn một tí. Sau khi các bạn nhanh dần lên bằng với tốc độ tôi sẽ đàn mẫu ngay sau đây là các bạn sẽ đã đàn hoàn tất bài này ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ xem tôi đàn mẫu hoàn thiện của bài này. Thank you.
Sau khi các bạn đàn hoàn tất được giống như tọa đàn mẫu như thế này là bài này các bạn đã hoàn tất. Chúng ta đi qua bài kế tiếp được các bạn nha. Đó. Rồi, đó là bài học tôi vừa hướng dẫn xong cho các bạn ngày hôm nay ở trang 15 của giáo trình. Nếu các bạn thấy video này hay, giúp ích được cho việc học của các bạn thì nhớ bấm vào nút like cũng như bấm vào nút đăng ký kênh để nhận những bài học phía sau này các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu bạn nào muốn học theo bộ giáo trình này, học theo các video này thì liên hệ với tôi để mua bộ giáo trình này về rồi các bạn có thể tự học theo các bạn ha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video kế tiếp của bộ giáo trình này. Xin chào, hẹn gặp lại.